Vợ chồng mình đã thỏa thuận rồi mà. Chỉ có cách này mới bảo toàn được gia sản mà thôi. Anh nên nhớ là để lo được cho cha thì cần phải có bạc đó. Nếu em muốn anh làm giấy từ hôn để em được tự do, anh sẽ ký. Nhưng không nhất thiết phải diễn ra lý do này đâu. Anh có hỏi, nếu như cha thực sự bị khép tội đút lót, thông đồng cấu kết trong việc đục khoét ngân khố triều đình, thì kẻ bị tịch biên là ngài Quốc Đường, còn gia sản của chúng ta không bị sao cả. Ai? Anh nghe ai nói? Ai đã thị thiền cho anh chuyện này? Anh tin người ngoài hơn là vợ anh sao? Em chạy đôn chạy đáo là vì ai? Vì cái nhà này thôi. Chuyện này hả? Mình để bàn sau đi. Vậy là anh không ký vào tờ từ hôn và chuyển quyền gia sản cho em đúng không? Anh đã nói rồi, là để khi khác đi. Lúc này anh chỉ lo cho cha và bệnh tình của mẹ thôi.